Chúng ta nên cho các con mặc nhiều lớp quần áo, cùng với đó là việc đội mũ, quàng khăn, đeo găng tay, đi tất và đi giày. Những bộ phận như tay, chân và đầu cần nhiều hơn một lớp so với người lớn. Vì 40% nhiệt lượng của cơ thể có thể bị thoát khi đầu bị lạnh. Mũi của trẻ cũng có thể bị nhiễm lạnh, bị sổ mũi, thậm chí là chảy máu cam. Vì thế quý vị nên nhỏ nước muối cho trẻ để làm ấm và ẩm mũi. Cho trẻ uống nước ấm thường xuyên dùng chai nước nóng chăn điện để làm ấm giường trước khi cho trẻ đi ngủ nếu thấy ngón tay hay ngón chân của trẻ bị cảm thấy lạnh hãy xoa bóp để kích thích tuần hoàn máu giúp bàn tay bàn chân ấm dần lên